Y pha là dòng điện đi trong cuộn dây. Y pha là dòng điện đi trong cuộn dây pha. Y pha là dòng điện đi trong cuộn dây pha. Rồi y dây là y dây là dòng điện đi trên đường, đi trên đường dây pha. Gần đúng chưa đúng? Còn ai định nghĩa? Bây giờ ý là em nói y dây là cường độ của một y dây là này là đường đi vào đúng không? Còn như vậy y pha là đi y đi nữa nào? 100.000 nè, dẫn bạn gái tối nay đi ăn chè còn dư lại tính sao? Y pha cũng vậy luôn, tại vì trong trường hợp y pha bằng y dây. Y pha bằng y dây, mà nó đi qua đâu cũng được. Đi trong cống cuộn dây đó. Đi trong cuộn dây này. Dạ. Rồi nó đi qua cuộn dây này không? Rồi đi qua cuộn dây này không? Có hiểu nhưng mà chưa hiểu cho 50 nghìn thôi. Được chưa? Còn ai định nghĩa chính xác còn 50 nghìn? Đây. Lấy đồ. Cái này là phải nhận. Rồi cầm cho vui. Tôi thay từng đố. Cái từng nghèo rất như bằng tơ như thế nào. Còn 50 nghìn ai phát biểu tôi thêm 50 nghìn nữa là 100. Các bạn chúng ta khích lệ tinh thần và tối nay đi dẫn bà gái đi ăn chè đi nha. Còn ai nữa không? Còn tôi giải thích nha. Em do đó là thiếu đi qua một nhân tài. Bây giờ đây là khích lệ tinh thần của em thôi, chưa có đúng nội hàm nha. Nó đi qua một nhân tại của em, em ấy nhanh. À như vậy chúng ta ghi